Pháp thoại ngày 15 tháng 6 năm 1990. Trưởng lão Thích Thông Lạc: Hành tập thiện là điều thiết yếu đem đến mọi tốt đẹp cho mọi cá nhân, cho xã hội và cho những ai muốn tiến xa trên đường giải thoát. Này các cư sĩ, bây giờ thầy sẽ nói về thập thiện. Thập thiện, 10 điều lành được phân tích nơi hành vi thân, nơi lời nói miệng và nơi tâm tư ý như sau. Hành vi nơi thân: một, không sát sanh; hai, không trộm cướp; ba, không tà dâm. Lời nói nơi miệng: một, không nói dối; hai, không khoe khoang; ba, không chia rẽ; bốn, không nói lời ác. Tác ý nơi ý nghĩ: một, không tham lam; hai, không sân hận; ba, không tà kiến. Bây giờ chúng ta phân tích từng điều thiện trên đây để thấy giá trị lớn lao của nó. Bây giờ thầy nói về không sát sanh. Làm con người, không ai không biết sợ đau khổ, bệnh tật và chết chóc. Đó là nỗi khoác khoải lo âu trong lòng người. Đó cũng là một sự trọng đại nhất của đời người. Thường sống trong sự đau khổ, bệnh tật và chết chóc, nên con người đặt ra nhiều câu hỏi về con người. Câu hỏi thứ nhất: con người sinh ra làm chi, để chịu bao nhiêu thứ khổ không thể đếm hết được, rồi một ngày nào đó phải chết, chết trong đau khổ. Ít ai tránh khỏi sự đau khổ dài dọ của cơ thể trong giờ phút lâm chung. Từ xưa đến nay không ai tránh khỏi cái chết. Câu hỏi thứ hai: tất cả những sự đau khổ của thế gian có phải do tạo hóa sắp đặt bắt buộc con người phải chịu như vậy chăng? Câu hỏi thứ ba: làm sao hết đau khổ? Câu hỏi thứ tư: con người từ đâu sanh về đây? Câu hỏi thứ năm: chết đi về đâu? Câu hỏi thứ sáu: khi chết còn hay mất, cái gì còn, cái gì mất? Câu hỏi thứ bảy: có phải chăng con người còn có một linh hồn chăng? Câu hỏi thứ tám: phải chăng chết là mất hết? Câu hỏi thứ chín: có thế giới vô hình hay không? Câu hỏi thứ mười: thiên đàng, cực lạc, tây phương và địa ngục có hay không? Các cõi này ở đâu? Câu hỏi thứ mười một:
cái điểm tuyệt đối có hay không? Câu hỏi thứ 12. Tất cả vạn vật trong vũ trụ do ai sinh? Câu hỏi thứ 13. Trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vậy Phật tánh là cái gì? Câu hỏi thứ 14. Niệm Phật có phải là thiền định hay không? Câu hỏi thứ 15. Thiền đốn ngộ, thiền công án, thiền sức hồn, thiền nhĩ căn viên thông, thiền hơi thở, thiền tri vọng, thiền quán tưởng Phật, thánh tiên hoặc hoa sen, thiền sa luân, vân vân. Tất cả những loại thiền, thiền nào đúng, thiền nào sai và tu thiền để làm gì? Câu hỏi thứ 16. Tu thiền sẽ làm Phật phải chăng? Câu hỏi thứ 17. Mục đích của đạo Phật như thế nào? Có phải đạo Phật dạy con người trốn khổ hay không? Câu hỏi thứ 18. Có phải ăn chay, niệm Phật, gõ mõ, tụng kinh, trì chú, thiền định khi chết được Phật rước về cực lạc hay được nhập niết bàn? Câu hỏi thứ 19. Niết bàn là gì? Câu hỏi thứ 20. Tại sao kinh nói kiến tánh thành Phật khỏi phải tu hành gì hết, có đúng chăng? Này các cư sĩ, bao nhiêu câu hỏi này, có những câu hỏi chưa phải lúc hỏi, nhưng thầy cũng sẽ quan hệ lần lượt trả lời tất cả. Ở đây thầy sẽ trả lời những câu hỏi cần thiết và lợi ích thiết thực cho sự tu hành của các con. Còn những câu hỏi nào để tìm hiểu chơi thì tùy duyên mà thầy sẽ giảng nói sau. Cái cần thiết cho cuộc sống của các con hiện giờ là phải làm sao hàng phục được tâm mình, đừng để cho nó ô nhiễm vật chất thế gian, đừng để đắm nhiễm tiền tài danh lợi và sắc dục, và cuối cùng ngay trên bản thân của các con phải làm sao làm chủ được thọ ấm. Đó là sự quan trọng nhất, chứ không phải là những câu hỏi vu vơ không thực tế, không ích lợi. Hỏi để hiểu chơi, để thỏa thích tò mò. Thì đối với sự tu hành của đạo Phật thì không nên hỏi. Này các cư sĩ, đạo Phật rất thực tế, nên những câu hỏi nào đúng với pháp môn của Phật mà các con có thể tu tập được, có kết quả ngay trong khi thực là hành, chứ không phải trả lời bằng những ngôn thuyết lanh lợi, xảo thuật, hay bằng những ngôn thuyết làm trò cười cho thiên hạ, hoặc bằng những ngôn thuyết đặc dị, độc đáo, hoặc bằng sự tưởng tượng siêu hình để làm cho mọi người chú ý mình, hay để thu hút và quyến rũ những người khác. Ở đây thầy sẽ trả lời với các con như thế nào. Có một sự trung thực Phật pháp cụ thể, dễ tiếp nhận, dễ thực hành của pháp môn đó. Khi nghe xong, các cư sĩ sẽ nhận được ngay mà thực hành rất dễ dàng.
như dắt một em bé qua đường, lượm một miếng mỉ chai trên lộ, nâng một cái gậy cho bà lão. Đó là những việc tu hành cụ thể mà ai ai cũng có thể làm được. Phật pháp dạy chúng ta tu hành làm lợi ích cho mọi người, cho xã hội, cho mình. Trong đó có một nguồn vui, một nguồn an vui hạnh phúc chân thật nơi tâm hồn. Nguồn vui đó là sự giải thoát chân thật của đạo Phật. Mọi người có an vui thì ta mới an vui. Đất nước có thanh bình thì lòng ta mới thảnh thơi. Theo câu hỏi đầu, con người sinh ra làm chi để chịu bao nhiêu thứ khổ không thể đếm hết được, rồi một ngày nào đó cũng phải chết, chết trong đau khổ, trong thương tiếc, ít ai tránh khỏi trong giờ phút lâm chung mà không thọ những sự dài dòn đau khổ của cơ thể. Xem như đó là một hình phạt nặng nề nhất trong đời người. Để đặt lại những câu hỏi cho rõ ràng, do duyên gì con người sinh ra? Do duyên gì con người thọ khổ? Do duyên gì con người phải chết? Để trả lời câu hỏi thứ nhất trong câu hỏi đầu, do duyên gì con người sinh ra, câu hỏi này chia làm hai phần chính: ác và thiện. Nếu giảng rộng ra thì rất nhiều, nghĩa tổ trung không hoài ác thiện. Một phần thứ nhất, do một đại sự nhân duyên độ chúng sanh thiện mà Bồ Tát phát nguyện thì hiện, do một nhân duyên từ bi vĩ đại, một tâm hồn đầy thiện pháp, đó là Đức Phật Thích Ca giáng sanh tại cõi ta bà này cùng với các bậc thánh hiền thể hiện khắp trên thế giới. Hai, phần thứ hai, do nhân giết hại chúng sanh mà ta có mặt trên đời này. A, tất cả chúng sanh đều có một chung bản năng là ham sống sợ chết. Ngay cả người nghèo khổ nhất trong đời này cũng vẫn làm lụng cực nhọc để sống qua từng ngày vất vả gian lao. Như ông lão tiều phu trong Ngụ Ngôn La Fontaine: xưa có một ông lão tiều phu quá già yếu, lưng còm gần sát đất, ông chẳng có con cái chi hết, hằng ngày lên rừng đốn củi đem ra chợ đậu gạo. Một hôm ông vào rừng đốn củi, làm một bó thật to rồi vác về nhà. Trên đường về, ông dừng lại nhiều lần để nghỉ mệt. Mỗi lần dừng bước, ông thở một cách mệt nhọc, cả người ông run lên và đầu ông chán ván. Ông mới than thân: phải chi mình chết cho rồi, chết là khỏe giữa thân tàn này giữa mấy, sống làm chi cho khổ quá như vậy. Ông còn đang than thở cầu mong cho chết thì ngay lúc đó tử thần hiện ra bảo ông: ông muốn chết thật à? Dễ lắm, tôi sẽ đưa cái vòng thái này vào cổ ông, tức khắc ông sẽ chết liền. Ông lão xanh mặt sợ hãi, lật đật quỳ xuống lại tử thần, kính lại ngài: xin ngài cho con sống,
Dù cực khổ gian lao đến đâu, con cũng chịu được. Con không hề dám thở than nữa. Bởi thế, một kẻ quyên sinh tự tử cũng là một kẻ muốn sống mãnh liệt. Họ tự tử để trốn tránh một cuộc sống quá đau đớn hiện tại. Khi mà lòng mong muốn một cuộc sống êm đềm hạnh phúc mà không còn tìm thấy nữa. Cái chết của chúng sanh, ngoài sự đau đớn rã rời nơi cơ thể, còn có nghĩa là phải vĩnh biệt trần gian với bao nhiêu người thân thương quý mến. Ham sống là một bản năng mãnh liệt, và chết chóc là một nỗi cực khổ ghê gớm của chúng sanh. Thế nên sát hại chúng sanh là một điều ngăn cấm thứ nhất trong giới luật của đạo Phật. Vì Đức Phật biết rõ sự giết hại chúng sanh là một điều không may mắn, không an lạc và không hạnh phúc cho kẻ giết hại, và chính nó là nguồn gốc tạo ra thân này. Nhân giết hại chúng sanh là nhân tạo ra thân mạng mình. Nói một cách khác, chúng ta có thân, đó là quả của hành động giết hại chúng sanh. Và cũng vì thế, khi có thân phải thọ lấy nhiều thứ khổ đau không thể đếm hết được. Không giết hại chúng sanh là một giới cấm rất quan trọng của đạo Phật. Đó là một điều răn cấm khiến cho chúng sanh thoát khỏi thân phàm phu ô trược và không còn lưu chuyển sanh tử luân hồi nữa. Bởi vì giết hại chúng sanh là một cái tội cực ác, xâm phạm đến tính mạng, cướp lấy mạng sống của chúng sanh, nên con người không thể nào thoát khỏi sự sanh tử. Nhân đản mạng chúng sanh thì quả phải thọ lấy sự tử vong. Bởi vậy, cướp lấy mạng sống của chúng sanh, dù là loại côn trùng nhỏ nhất nhất như kiến, trùng, dế, mạc, rận, rệp, chí, vân vân, chính là tạo cái quả cướp lấy mạng sống của mình ở mai sau để trả nợ máu cho xong.